mức độ thôi mọi người. Cho nên là Apple Store. Chị để cho một đứa close Apple Store. Then PCR test. Đi mua đi. Không phải có đi máy đi mới có mạng. Nhưng mà tại vì có những bạn kiểm duyệt viên bảo chị đã có nhiều bạn vào đây và nói khôi là kiểu chia rẽ hai bạn lúc mà hai bạn giận nhau. Sao mình thấy mọi người kiểu quá là buồn cười luôn ý. Thế bây giờ yêu nhau thì có những lúc chúng nó giận dỗi vùng vằng nhau là cái chuyện rất là bình thường. Thì bây giờ ở bên này chả lẽ bây giờ Đạt nó dỗi rồi nó bảo là nó thích ngồi một mình thì không lẽ cũng để bé Vi ngồi một mình à? Thì đương nhiên là con gái thì phải được ấy hơn rồi đúng không? Hơn nữa Vi nó đâu có nói là nó muốn ngồi một mình, nó vẫn muốn đi chơi với mọi người mà. Thì Khôi thì đương nhiên là Khôi đưa mọi người đưa Vi đi chơi thay vì là Đạt không đi được. Thì Khôi cũng đi cùng thôi. Như thế thì tốt hơn chứ đâu có phải là xấu hơn đâu mà mọi người lại toxic Khôi như thế. Mình không đưa máy cho Khôi là vì không muốn Khôi đọc những cái comment của mọi người như vậy ạ. Mọi người hiểu không? Không. Không hiểu, buộc hiểu nhá. Không hiểu, nô hiểu.